được gì. Chỉ đáng tiếc là tên gian tặc mắt dần đó bỏ chạy. Đúng là đáng tiếc. Phải rồi, không biết hai chị có giả ý muốn cùng một với làm việc cùng một chuyến hay không. Thứ nhất, hôm nay sẽ điệp tiếp thân xuống bếp, có thể thử tay nghề của đàn ấy. Thứ hai, chúng ta có thể thương lượng về chuyện của bản thân. Không biết là hai chị thấy sao? Dạ, ý kiến này cũng hay. Nếu như thể điệp, nếu như quận chúa đích thân xuống bếp, chúng ta cũng nên ủng hộ cho người. Bối Lạc Gia đã có lời mời, không đi, không cách nào chúng ta không để mặt của Bối Lạc Gia. Được, đa tạ Bối Lạc Gia. Tôi đại nhân, ngài cứ an tâm dưỡng thương, bài chúng tôi xin cáo từ. Được, được, bảo trọng nha. Lưu Quản Gia, tỉnh Bối Lạc Gia. Đợi đã, vẫn còn một món quán